một trang web giúp bạn học từ vựng theo ngữ cảnh. Thì sau đây là cái giao diện của trang web. Rồi các bạn sẽ thấy là ở đây mình sẽ có một cái từ perfunctory. Giả dụ như mình gặp từ này trong sách hoặc là trong bài reading và mình muốn tìm cái nghĩa của từ này thì mình có thể lên Cambridge. Ok. Và sau khi tìm cái nghĩa của từ này thì mình muốn là xài cái từ này như thế nào. Right. Thì mình sẽ có cái giải pháp như sau. Bạn sẽ lên trang web là U-English. Ok. Sau khi bạn lên trang web này thì bạn sẽ bỏ cái chữ perfunctory vào đây và bạn bấm save it, thì nó sẽ hiện ra cái video like this. Ok. Và bạn sẽ thấy là trong cái video này cái từ mà mình cần tìm nó đang được highlighted ở đây. Ok. Và các cái bước tiếp theo sẽ như sau. Bạn sẽ đọc cái câu ở trong cái video này, the applause was perfunctory. Nếu như bạn đọc cái câu này bạn hiểu rồi thì bạn có thể bấm nghe tiếp cái nội dung video để coi mình có thích và mình sẽ xem tiếp hay không. They're already spoken. What? 2 minute speech. Sat down. The applause was perfunctory. Yeah, thì chỗ này nếu như chủ đề này mình không thích thì mình sẽ bấm cái này next. Okay. Rồi, mình sẽ nghe tiếp thử một video này nữa. This is a video from TED Talk. Okay. Rising and being seated because someone has asked us to, holding on to jealously guarded doctrine that's completely and wildly out of step with our contemporary reality, engaging in perfunctory practice. So những video này thì nó sẽ hoàn toàn lưu vào cái lịch sử trên YouTube của bạn và bạn có thể coi lại những video này. Sau đó, ok, tính năng khác của cái trang web này là các bạn có thể học các cái ngôn ngữ khác luôn. Các bạn có thể chỉnh các cái ngôn ngữ khác ở đây. Right, ok, Chinese, Dutch, French, German. Yep, really good. Rồi, ok, rồi trong phần daily lessons này bạn có thể đăng ký những bài post và những bài post này có thể được gửi qua email cho mình, ok, và free, right? Thì đây là một cái phần rất là hay để cho hàng ngày mình đều nhận được những cái email để mình có thể học tiếng Anh hàng ngày. Đối với từ vựng mình có thể tra được, ok, còn đối với cụm thì sao? Bây giờ bạn sẽ tra thử một cụm nha. Ví dụ như là play an important role in, mọi người học collocation trong IELTS writing mình hay gặp cụm này, mình sẽ bấm say it thử. Yeah, nó có khá ít nhưng mà nó vẫn có nha mọi người. Yes, play an important role in how we act during outbreak. And the way we see others matters too. For example, one of the reasons people give for not following social distancing orders is that they see other people in their neighborhoods who don't appear to be following. And more broadly, so that's all everyone. Đó là những tính năng của cái trang web miễn phí này, giúp mọi người học từ vựng trên ngữ cảnh và giúp mọi người nhớ lâu từ vựng hơn. Lý do là vì trang web này offer rất là nhiều videos cho mỗi từ vựng mà mình tìm kiếm. Mọi người chỉ cần xem khoảng 20-30 videos là mọi người đã đưa được cái từ vựng đó vào cái short term memory rồi. Và sau vài ngày thì mọi người lại tiếp tục vào xem những cái video đó. Việc học từ vựng qua videos và ngữ cảnh sẽ giúp cho mọi người dễ nhớ từ vựng hơn. Và ngoài ra từ vựng mà mọi người học, mọi người cũng có thể sử dụng trong ngữ cảnh thực tế. So that's it, see you in the next video.